Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Bà Nội Trợ Công Sở. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện món sữa chua không đường bằng nồi cơm điện nhé. Nguyên liệu cần có của chúng ta rất đơn giản, đó là sữa tươi không đường và một hũ sữa chua không đường. Sữa tươi không đường thì bạn có thể sử dụng từ 900ml đến 1 lít. Bây giờ chúng ta, tuy nhiên cái việc đầu tiên để làm sữa chua đó là các bạn sẽ phải tiệt trùng dụng cụ làm sữa chua, bằng cách là chúng ta sẽ đun sủi cái nồi nước này lên và sau đó thì chúng ta sẽ tráng cốc, và cái nồi này cũng dùng để đun sữa luôn. Trong cái quá trình mình đun sủi nước ở trong cái nồi này thì cũng sẽ giúp mình tiệt trùng cái nồi này rồi. Các bạn cũng thấy là cái nước trong nồi của mình đã sủi rồi nhá. Mình sẽ cho từng cái cốc và sữa chua này vào trong nồi để mình trà để tiệt trùng. Tráng bằng nước sôi không bằng sẽ không thể tiệt trùng kỹ tốt được như là chúng ta cho thẳng vào cái nồi nước đang sôi như này nha các bạn. Đó thì mình sẽ để vào để cho lóc nước. Còn bạn là nước sôi. Đảm bảo là cái cốc của mình được tiệt trùng. Để cho ráo nước úp ngược như này cho cái nước này ráo nước đi, trước khi chúng ta đổ sữa chua vào. Thì các bạn, vậy là mình đã tráng xong cốc đựng sữa chua. Mình sẽ tranh thủ mình tráng cả cái thìa dùng để lát nữa mình dùng để mình quấy sữa chua nữa. Ok, đó, tắt bếp này. Và cái nước này chúng ta cũng đừng bỏ đi các bạn nhé. Chúng ta sẽ dùng chính cái nước này đổ sẵn vào nồi cơm để làm cái nước ủ sữa chua luôn. Tráng thành nồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ cho sữa tươi không đường này vào. Mình dùng sữa thanh trùng nhé các bạn nhé. Còn sữa tiệt trùng các bạn thích có thể dùng sữa tiệt trùng cũng được. Thì cái khác nhau của sữa thanh trùng và sữa tiệt trùng thì cái sữa thanh trùng ấy thì nó chỉ để được khoảng chục ngày thôi, và cái thành phần của nó chỉ đơn giản là thành phần đâu nhỉ? 100% sữa tươi nhé các bạn nhé. 100% sữa tươi nguyên chất, không sử dụng chất bảo quản hay là. Còn sữa tiệt trùng thì theo như trên website của Vitamil họ so sánh thì họ nói rằng sữa tiệt trùng là sữa tươi mà có bổ sung thêm một số những cái chất khác hoặc các cái hương liệu khác, các cái vị khác hoặc là các cái chất tốt cho sức khỏe, đại loại vậy. Tuy nhiên thì mình thích sữa thanh trùng hơn. Mình quan điểm mỗi người. Bởi vì cái sữa tiệt trùng kia thì các bạn thực sự là không cần phải bảo quản lạnh rồi, thì các bạn thì để hạn sử dụng tận 1 năm trời, nên là mình cũng không biết là cái bao nhiêu cái chất bảo quản ở trong đó. Và sử dụng sữa thanh trùng thì bao giờ mình cũng có cảm giác là nó thật hơn.
Ngày trước thì mình thích sữa Mộc Châu các bạn. Tuy nhiên thì cái sữa Mộc Châu mua ở siêu thị thì nó bảo à nó đóng trong cái chai nhựa, và mỗi lần sử dụng thì mình đều phải dùng đến chai nhựa nên là mình không thích. Sau đó mình tìm đến Đà Lạt Miu, hoặc không nhất thiết phải là Đà Lạt Miu, nhưng bất kể một cái sữa tươi không đường nào người ta đóng gói bằng hộp giấy thì mình đều cố gắng sử dụng. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đun sữa tươi này đến nhiệt độ khoảng độ 70-80 độ C, tức là nó sẽ chỉ bốc khói, nó chưa kịp sủi, bởi vì nếu mà nó sủi thì nó sẽ bị trào ra. Và sau đó thì mình sẽ để nguội đến khoảng độ 45 độ C, sau đó thì mình bắt đầu cho sữa chua giấm vào các bạn nhé. Mình sẽ đặt nắp và mình chờ đợi thôi. Ok các bạn nhé, các bạn có thể thấy là sữa của mình đã lăn, đã bốc khói và lăn tăn những cái đã sôi lăn tăn ở cái chỗ thành nồi rồi. Giờ mình sẽ dùng cái nhiệt kế này để mình đo cái nhiệt độ cho các bạn xem nha. Nó sẽ cần mất một chút thời gian để nó lên được cái nhiệt độ chuẩn của nó. Ở nhiệt độ thứ ok, các bạn thấy không ạ, nước nóng rất là nhanh, đến khoảng 80 độ C là chúng ta sẽ tắt đi và chúng ta để nguội đến 40 độ C, để 374. Ok, ok, mình nghĩ là đó bây giờ mình sẽ tắt nha. Ok các bạn, bây giờ là cái sữa của mình đã về lại nhiệt độ 43 độ C, và đây là nhiệt độ lý tưởng để cho các vi khuẩn lên men. Mình sẽ đổ sữa giống vào trong bốn hộp sữa này nhé. Đây là một hộp sữa chua giống không đường các bạn. Chúng ta không nên đổ trực tiếp như thế này, bởi vì như thế thì có thể cái sữa giống nó sẽ không hòa tan được vào cái bốn hộp sữa này, mà chúng ta sẽ nên là cho một ít sữa tươi vào đây để chúng ta làm loãng cái bốn hộp sữa giống này ra. Chúng ta cho thêm một chút để loãng cái bốn hộp sữa giống này ra, loãng ra này, và chúng ta sẽ từ từ cho vào đây. Cố gắng giảm nhẹ, quấy nhẹ, tránh tạo bọt, sữa chua sẽ không được mịn. Ok, cố gắng hơi đây chi tiết bột trên thành nồi nha. Rồi giờ mình sẽ mình cố gắng để không tạo ra bọt. Sữa chua được mịn.
Chính ra là nếu chúng ta làm sữa chua theo công thức như thế này thì sữa chua của chúng ta sẽ đảm bảo là ngon hơn ngoài hàng, đặc hơn, thơm hơn, sánh mịn hơn. Tuy nhiên thì là sẽ đắt hơn mua ở ngoài hàng các bạn ạ. Ok, sau đó thì mình sẽ dùng màng bọc thực phẩm để mình bọc cái sữa chua này lại. Các bạn muốn làm sữa chua ít đường nhá thì chúng ta sẽ dùng chúng ta sẽ vẫn dùng cái công thức này, tuy nhiên thì chúng ta sẽ cho sữa chua có đường. Cái sữa chua giống chúng ta sẽ sử dụng sữa chua có đường. Đó, thì nó sẽ tạo thành món sữa chua ít đường. Và các bạn cũng có thể thêm đường vào hộp sữa khi mà đun lên tùy cái lượng đường mà các bạn thích. Lý do mà chúng ta phải bọc màng bọc thực phẩm là bởi vì là trong quá trình ủ ấy bằng nồi cơm điện ấy thì cái hơi nóng của nước nó sẽ bốc lên và nó sẽ có thể giỏ xuống cái sữa chua của chúng ta. Đó, và cái bọc màng bọc thực phẩm đấy sau này chúng ta cũng để có thể bảo quản cái sữa chua trong tủ lạnh. Bạn nhé. Giờ mình sẽ đun thêm một chút nước sôi để ủ sữa chua. Các bạn còn nhớ cái nước sôi mà lúc nãy chúng ta đun lên để tiệt trùng dụng cụ không ạ? Thì mình dùng chính cái nước này để mình ủ sữa chua. Đó. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái nước này của chúng ta đang là ở cái nhiệt độ bao nhiêu nha. Thì các bạn cũng đã biết là cái nhiệt độ
mà để cho sữa chua được lên men tốt nhất, tạo môi trường tốt nhất cho vi khuẩn lên men, đó là rơi vào khoảng từ 43 đến 45 độ C hoặc là gần 50 độ C. Thì cái nhiệt độ mà của nước bên ngoài thì nó cũng phải dao động đến khoảng độ 65 đến 70 độ C thì nó mới đảm bảo là cái nhiệt độ nước bên trong nó được như vậy, bởi vì nó còn qua một cái lượng, nó còn qua một lớp cốc thủy tinh nữa. Đó. Okay. Mình nghĩ là cái nhiệt độ ở đây nó là 53 độ C. 53 54 độ C, ok. Lát nữa nó sẽ cần có thêm một chút nước sôi nữa. Mình cứ đặt tạm nước vào đây nha các bạn. Và mình sẽ đặt tạm sữa chua vào thôi. Thì cái lượng nước nó ngập đến khoảng độ 2/3 cái cốc sữa chua là được rồi. 2/3 lượng sữa là được. Mình sẽ đổ một chút nước nóng vào đây nữa để cho cái nhiệt độ nó được vào khoảng độ 65 đến 70 độ C nha các bạn. Ok. Mình nghĩ là hợp lý rồi. Giờ mình sẽ đậy nắp nồi cơm điện này lại. Và chúng ta không cần cắm điện đâu các bạn ơi. Mình sẽ đậy nắp nồi cơm điện này lại và để khoảng độ 4 tiếng sau nhé các bạn nhé. Sau đó 4 tiếng sau chúng ta sẽ kiểm tra và chúng ta sẽ chế thêm nước nóng để đảm bảo cái nhiệt độ lúc đấy nó rơi vào khoảng độ 60 đến 65 độ C. Và sau đó chúng ta để thêm 4 tiếng nữa là chúng ta có thể hoàn thành xong món sữa chua. Lúc đấy sữa chua của chúng ta đã đặc rồi và chúng ta sẽ để vào tủ lạnh. Nó sẽ đặc hơn một chút và nó vẫn chua thêm một chút, tuy nhiên thì nó cũng cái quá trình lên men nó sẽ chậm hơn. Và sau 24 tiếng trong tủ lạnh đó là lúc mà chúng ta có thể ăn sữa chua ngon nhất rồi. Cảm ơn các bạn đã... À chưa, mình sẽ quay trở lại khi mà sau khoảng 8 tiếng nữa nhé. Các bạn thân mến, vậy là sữa chua của chúng ta đã để trong tủ lạnh được 24 tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra thành phẩm của chúng ta nhé. Kiểm tra với mình nha. Rất là mịn đúng không ạ? Mịn này, có một chút đọng nước do cái gì màng bọc thực phẩm này thôi. Ok các bạn, mình thử dốc ngược nha. Ok, mình thử lăn nha. Ok các bạn, rồi chúng ta sẽ thử xúc nha. Khá là mịn đúng không ạ? Chua rất là vừa. Mịn đúng không ạ? Mịn nó rất là đúng.
Tại sao mình thích sữa chua không đường? Bởi vì là các bạn cũng biết được rằng là bây giờ chúng ta nên cố gắng hạn chế cái lượng đường nào vào cơ thể. Và với cái sữa chua không đường này thì cũng rất là thuận tiện cho các bạn khi mà các bạn muốn mix với lại những cái hoa quả, những cái trái cây khác. Ví dụ như là đu đủ hoặc là thanh long ruột đỏ hay là xoài chẳng hạn. Đó là những cái hoặc à đúng rồi, mít nữa. Đó là những cái hoa quả mà bản thân trong cái trái cây đó đã có một lượng đường ngọt nhất định rồi. Thì cái sữa chua không đường này các bạn nó rất là thuận tiện cho chúng ta có thể thoải mái phối hợp nó với các thức ăn khác, thậm chí như là trộn salad hoặc là đơn giản là làm sữa chua đánh đá, và bạn còn hoàn toàn có thể tự điều chỉnh được lượng đường mà bạn mong muốn. Vậy là trong vlog lần này chúng ta đã cùng nhau thực hiện xong món sữa chua không đường mà không cần sử dụng đến máy làm sữa chua. Chúng ta chỉ cần một chiếc nồi cơm điện thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại trong các vlog tiếp theo.